Hello, xin chào anh chị và các bạn ha. Chúc anh chị và các bạn một ngày mới vui vẻ. Bữa nay mình tâm sự với các bạn ha. Mình tình cờ có một người anh có nói chuyện với mình, rồi kể về cái câu chuyện đi vượt biên, cho nên mình cảm thấy giống như mình cũng có một cái câu chuyện, một ký ức không bao giờ quên mà mình đã cắt một góc nào đó, giống như cái con người mình giống như cái bộ phim vậy đó các bạn. Giống như mình không nhắc lại không nghĩa là mình quên, mà mình nhớ rất rõ. Thì giống như mình xếp lại một cái ở trên đầu mình một cái góc nào đó vậy đó. Thì có tình cờ có kể lại cái chuyện, câu chuyện đi vượt biên, cho nên mình nhớ lại, mình cũng tâm sự, mình kể lại cho bạn nghe. Các bạn, anh chị, mấy cháu sau này không biết á, nghe người ta nói đi vượt biên mà không biết cái câu chuyện nó ra sao, thì mình cũng mình kể lại là cái hành trình của mình đi tìm tự do ha các bạn ha. Thì cái lúc mà mình thì quê ở miền Tây, mình sống ở Phú Quốc, mình đi từ 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 Phú Quốc. Thì ở Phú Quốc thì cái chiếc ghe của mình thì nhỏ cỡ cái ghe, cái F5 thôi, chiếc ghe mà thứ người ta đi thẻ mực á các bạn, nó nhỏ như vậy luôn. Thì chạy ở xóm thì mấy người mà nghèo nhất á, mấy người mà kêu bằng có đường đem đường, có bánh đem bánh, có cái gì thì đem cái nấy đó, để đùm bọc nhau đi vậy đó. Thì lúc ở trên bờ thì mấy đứa nó hứa là một đứa nó sẽ giữ một đứa con của mình. Thì tại vì mình tới bốn đứa con hồi ở Việt Nam, mà mình sanh đôi 3 tháng là mình đi, còn hai đứa, một đứa thì là đứa lớn thì là 7 tuổi, một đứa 4 tuổi, một đứa 7 tuổi, hai đứa sanh đôi 3 tháng. Thì mình đi giống cái kiểu như là mình từ trên bờ mình giống như mình đi thẻ vậy đó, mình vác xăng vác dầu đi luôn vậy đó các bạn, chứ không có đi, không có lấy bến trước. Thì mình đi xuống, thì cái lúc mà trên bờ đi xuống thì mấy đứa con gái mà nó hứa nó coi chừng con mình thì nó dậy sóng, nó nằm chết liệt hết rồi. Thì ông xã mình lái tàu nữa, đâu có ai coi đâu, mình hai tay bồng hai đứa luôn đó. Có người bạn lâu lâu thì hét mình bồng một đứa, rồi mình cứ hai tay bồng hai đứa vậy đó. Mà ông trời thương các bạn, 3 ngày 3 đêm không có ngủ một miếng nào luôn, mà vẫn khỏe, mà no, không ăn gì cũng no, tại vì mình sợ với mình lo không đó. Các bạn làm cho mình no hơi, mình lo với mình sợ là mình bảo đảm mình không có đói đó. Các bạn, nó no vậy đó, mình không ăn gì mình cảm thấy nó no vậy đó, mà khát nước mà không dám uống, uống chỉ thấm giọng thôi. Thì từ đó chạy cho tới 2 ngày 2 đêm thì là gặp một chiếc tàu Thái Lan nó đang đánh cá. Thì nó đi cũng xa đó, cũng vừa qua khỏi lằn quốc tế một chút xíu là đã gặp chiếc tàu đó, cho nên là mình thấy vậy, mình nghĩ là chắc nó cũng đàng hoàng. Dù đi trên tàu trên ghe mình thì hai đứa con mình sinh đôi có 3 tháng, là mình cũng sợ nó như lỡ hết nước thì không có nước pha sữa cho nó bú, nó đói chết á. Cho nên là mình cặp lại để mình xin xin nước, thì mình cặp lại mình xin, nó cũng vui vẻ lắm các bạn, nó đem nước xuống nó cho đâu 2 canh nước ha, trời ơi mừng quá chừng, thì nó còn đem cơm xuống nó cho nữa, mừng quá trời mừng luôn. Có cái chị bạn giờ chỉ sống ở Florida các bạn, bây giờ tụi mình cũng còn liên lạc với nhau, đem cơm xuống mới vừa hả miệng ăn thôi,
mừng quá trời, mới vừa ăn thôi chưa có 30 chừng 30 second à, nó xuống nó cầm dao nó xả không các bạn, nó giống như là nó chét cái mặt nó đó, giống như người ta rừng vậy đó, nó chét màu đen màu trắng màu này màu nọ vậy đó, vậy nó cầm dao nó xả đúng không, nó xả nó nộ mình đó, kêu bằng nó tụt quần luôn á, đàn ông nó tụt quần luôn á, nó kiếm vàng kiếm đồ này kia cái nọ có nhiêu nó lấy hết, thì mình cũng xui, mình biết cướp bóc rồi kia, mình đem chỉ ngừ một cái chiếc cà giá thôi, chiếc cà giá 2-3 chỉ, hai cái chiếc cà giá vậy đó, mình thấy gì thì trong khi đó với cái lườn ghe là nó mửa giờ nó đái gì nó không rình không kháng, rồi mình luyện với đó để hồi nữa có gì thì mình lụm dở lên, ai nhà nó mòn cái chốc các bạn, mình coi như không có một cái lai vàng nào hết trơn luôn, tôi mất hết trơn luôn, phải mình biết mình để trong cái mình con mình á thì mình cũng còn á, tại nó không có xét hai đứa nhỏ, chàng ơi nó cầm dao nó xả rồi, chị kia chị đang ngậm miệng cơm, chị lại cho nó cơm nó phúng trên miệng phúng xuống vậy đó, hồi đó ai cũng xanh mặt mày chứ không có thấy mắc cười mắc gì đâu, mà sau này đi tới bờ rồi mới nhớ lại thì mới thấy mắc cười, chứ hồi đó là chết điếng hết rồi, cho nên là hả cái nó bánh tét mình đem đi nó cũng giật ra rồi nó bỏ đi biển, rồi sữa mình đem sữa bò mình đem đi cho con mình bú á, nó cũng giật ra nó liện, rồi cái hồi đó mà mình ở Phú Quốc nhưng mình không biết lội nha các bạn, bà già tại mình con út á, thành ra bà già bà cũng cưng, rồi bà cứ sợ đi ra ngoài chết hụp, bà không cho đi ra ngoài biển, có sông có suối có biển mà không có biết lội vậy đó ha, mà tới cái hồi đó cũng sẵn lên rồi sao tới mình phản ứng ngộ lắm các bạn, cái lúc đó mình sợ con mình chết đó, cái nó cái giục sữa nó mổ sữa nó khui ra coi có vàng ở đâu chẳng không đó, giờ cái nó liền xuống biển không biết lỗi mày dối theo theo điều muốn muốn té xuống biển luôn á các bạn, cái mình nói là lúc đó mình hết biết gì luôn rồi, mặt mày thì xanh dờn hết trơn luôn rồi, khóc lại nói mình có hai đứa con sinh đôi nè, chỉ hai đứa con của mình á, nói là giùm ơn cái kiểu như coi thôi chứ đừng có liện xuống đó. Con mình nó sẽ chết, nó không có gì ăn nó chết đó. Mình có hai đứa con sinh đôi mà mình nói tiếng Việt thì mình chỉ hai đứa đó thì mình hy vọng nó nghe được thôi, ông trời thương sao không biết, có cái thằng đó nghĩ là hồi một lần nó có buôn bán gì ở Việt Nam á, giống như là ở Phú Quốc với ở Việt Nam thì hồi xưa là qua lợi buôn bán thuốc rồi đó, thuốc hút rồi đổi giải nữa rồi đó các bạn, hay là nó có vợ Việt Nam gì thì mình cũng không biết, cái nó nói chị đừng lo, nó nói tiếng Việt rõ ràng luôn mà nó người Thái Lan nha, chị đừng lo để tôi cho sữa lại cho cháu, nó nói vậy luôn á, cái bắt đầu nó đem xuống 10 cái hộp sữa nó cho, cái nó lên tàu nó mình mừng quá trời luôn, trên chiếc tàu không có ai cũng an toàn cũng không có bị gì á, mừng quá trời, anh nhà đâu coi lại chiếc tàu nó phá hư cái máy của mình, nó sợ mình chạy đi báo cảnh sát hay gì bắt nó hay gì vậy đó, nó xô chiếc tàu mình ra, cái bắt đầu là nó chạy đi, cái chừng khoảng chưa được 5 phút nữa là mắc dạng chiếc tàu nữa, giờ không thấy chiếc tàu nữa, thì trong đây á, là mấy người là cứ lặn hụp lấy quần áo gì nhét cái gì nhét lỗ nhét gì sữa máy sữa móc rồi xong lại giờ cái chạy đi thì chết hụt hết một lần ha, giờ cái tới hồi lần sau nó mới mới gây cắn mới là ghê nữa, chạy cho tới một đêm đó, cái đó thì cái hồi gặp chiếc tàu đó là bằng ngày, chạy cho tới chiều tối lại chạng vạng, lúc đó thì chạng vạng mà cũng còn thấy, tối đêm đó đó là bắt đầu đó mình dòm mình thấy hả, mình đi 3 ngày 3 đêm, 2 ngày à, lúc đó là 2 ngày à, 3 đêm mà 2 ngày thôi, là lúc đó là bằng đêm đó là bắt đầu là chạy đi đó là gặp một chiếc tàu giàn khoan của Manila vậy đó, thì mình đi mấy ngày rồi mình đâu có thấy bờ bến đâu các bạn, mình thấy chỉ trời với nước thôi à,
Tới hồi mình gặp cái dòng khoan nó quá bự luôn mà hả, đèn không mà mình dòm ở trên phía tàu, mình dòm chỗ đó giống như là một cái đảo, giống như là đất liền rồi, mừng quá trời luôn. Chạy tới chỗ đó cũng biết nhiêu xa luôn, chạy lại ai nhà đâu là cái giàn khoan nó cho tàu tuần á đuổi mình đi, nó chỉ hướng vô trong kia. Nó chỉ đường đó đó, nó chỉ chỗ đó đó, nó chạy đường đó đó, nó chỉ vậy thôi, nó cho tàu tuần đảo đảo đuổi mình. Thì nó đặt thủy lôi rồi xung quanh cái giàn khoan á, thành ra mình cũng sợ, mình đâu có dám vô, với mình đâu có biết, mình đâu có nghe ai nói gì đâu mà biết. Thì nó đảo nó quằn 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 sóng lớn quá, mình sợ lật cái tàu của mình, cho nên mình cũng chạy theo, nó chỉ đó mình cũng chạy theo. Thì sau này nghe lại là nó có một số nó vớt ở trên tàu á, mà người ta giả bộ chết mấy, người ta ngừng cho đó cả ngày vậy đó, giờ nó thấy gì nó vớt lên mà nó không có cho cái mấy cái người trong tàu ra ra, thành ra mình không biết đó. Mình lợi thì nó ở xa xa mình dòm thôi, mình thấy đèn sáng thôi, chứ tàu tuần nó đuổi đi, mấy cái thủy lôi đổ đặt lum tà la, mình đâu có dám, mình đi qua bên nước người ta mình đâu có dám chạy vô đại đâu các bạn, sợ nó nổ hay gì vậy đó. Cái nó chỉ cứ chỉ đường mình đi hoài, cái mình thấy vậy thôi, cái mình cứ chạy đi theo cái hướng nó chỉ, chạy đi tới chiều lại chiều chạng vạng lại là cái coi như là bữa đó là đúng ra là 3 ngày 3 đêm đó. Mình chạy tới chỗ đó cái đảo, mình thấy cái đảo rõ ràng luôn, thì mình muốn đi vô cái đảo rồi, mà cái đảo đó mình cũng không có chắc chắn là cái đảo của Thái Lan hay là cái đảo của Miên nữa, tại vì người của nó đó đàn ông đàn bà gì nó mặc sình dông y như Miên vậy đó, thành ra mình không biết, không có phân biệt. Cái mình dò mình thấy dừa không thì mình nói ô thôi bắt quá, là nếu mà ấy thì mình đi vô mình xin nước mình đi tiếp. Nhưng mà theo mình đoán là 3 ngày 3 đêm là tới Thái Lan á, mình chạy theo hướng mặt trời lặn á, là mình thấy mình nghĩ là tới Thái Lan. Nhưng mà xong mà cái trong lòng nó giống như là nó nóng nảy, nó nửa nửa muốn vô mà nửa muốn không dám vậy, giống như lo sợ á các bạn. Cái dòm cái thấy có 2 3 người trên bờ, mà thấy chỗ đó là dừa dừa nhiều lắm, giờ người ta làm than làm gì ở trên á. Cái bắt đầu mới nói là thôi đi vô ông xã, là thôi nước mấy đứa của mấy đứa nhỏ nó sắp hết rồi, thôi để đi vô đó xin nước rồi mà, nếu mà ấy thì mình chạy tiếp, chứ giờ sợ nó đói không có sữa bú nó chết á. Thì mình đi có con nít mà ai mà gan dữ vậy, có 3 tháng mà đi, không biết hồi đó sao gan dữ vậy đó các bạn. Cái bắt đầu dòm thấy nó thấy cái ghe của mình, cái bắt đầu nó chạy, nó kêu người này người kia người nọ vậy đó, chạy chỗ này chạy chỗ kia, hầu sao tự nhiên xuống đứng nguyên đám luôn, nó chết rồi chết rồi, này không phải không xong rồi, thôi đi ra đi đừng có vô, chạy luôn đi. Thì cái lúc đó là thỉnh thoảng mình cũng thấy chiếc tàu đánh cá rồi nó chạy qua chạy lại thì mình cũng an tâm chút xíu, mà mình giờ mình thấy sao mấy đám này làm gì kỳ quá. Cái bắt đầu mình biết rồi, mình cũng có cái linh tính đó các bạn, mình biết rồi, cái bắt đầu mình xô xuồng ra, tại vì lúc mình vô thì mình cũng có thấy cái đường vô nó đá không à, mình đâu có vô được. Thì cái lúc đó là mình thấy nó kêu xuống một đám ở dưới là nó chỉ dừa rồi này kia vậy đó, rồi nó kêu vô, nó mắc vô là mình thấy nó không có khi nào mà nó nhiệt tình kiểu vậy đâu, nó chạy kêu nguyên một đám luôn mà thanh niên đồ không, rồi là mình thấy không xong rồi, là mình chống tàu ra, mà mình đi ra lúc đó là nó cũng trễ rồi, giống như là nó vượt theo các bạn, nó vượt theo. Thì trong 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 khi mà nó xuống tàu mà để nó ra đó là trên bờ trên bãi, nó xuống cũng cũng hơi lâu, cũng mấy phút 10 phút có. Thì trong khi nó chống ra rồi, trong cái chống ra ngoài rồi mà chạy thì nó chậm rì à, cái mấy năm á lúc đó là nó, không biết làm sao nó chạy không lên nữa. Cái mới nói là ở trên 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 ghe ông xã, trời ơi ông mệt mà ông nóng, cái mắt ông đỏ ngầu dòm thấy có cái hồn nó thấy ghê lắm. Cái ông mới nói kêu, kêu mình với mấy đứa con gái rồi này kia lấy cái nhớt á thoa vô mặt cho đen thùi cho xấu xí vậy đó, rồi ngồi dưới cái hầm đó hết trơn, còn mấy đứa đi trên tàu có mấy thằng trai thì đứng lấy mấy cái nắp hầm á
bẻ ra cây 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 hết trơn. Nếu mà mình cứ chạy tới luôn, mình không có chống chọi với nó, mình cứ chạy đi, nhưng mà nó có lỡ nó có nhảy qua tàu mình thì mình phải đập nó té xuống chứ không thôi là hả nó bắt mình đó. Thì trong lúc đó là mình cũng cái mấy cái người mà mắc á, người ta cũng linh thiêng sao các bạn, lúc mà mình quýnh 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 mình chạy đó thì mình dòm xuống dưới biển, mình thấy có một người đàn bà mắc chết, mà đàn bà chết ở dưới biển đó, nó nằm sấp các bạn chứ không phải nằm ngửa nha. Cái đó cũng cái mình dòm mình thấy có một người chết mà tóc, thấy tóc á nó nổi lên trên mặt á, thì cái mình thì nằm sấp xuống, mình cũng nhìn không rõ nữa, nhưng mà lúc đó là sợ xanh mặt hết trơn rồi, là bắt đầu nói xã chống chạy nhanh nhanh đi, mà lúc đó là chạy đâu có kịp đâu, cái máy của nó giống như là cái máy ở Kiên Giang mà cái máy vỏ giọt á các bạn, nó đút xuống dưới nước lại chạy thiệt là nhanh luôn, còn cái máy của mình sao chạy nó không có đi gì hết trơn luôn á, chạy sát sát rồi nó chạy rồi nó lấy cái khăn về thòn vậy, nó cuộn trong cái khăn không biết cái giống cái gì chổng không biết nữa, mà nó nối lại khăn dài dài vậy, vậy nó liền qua nó kêu mình nắm cái đó đi vô, mà mình đâu có nắm đâu, mình chạy luôn mà nó vượt theo mình, hình như nó có nhảy qua đó, nhảy qua thì đập nó xuống té xuống nước, xong rồi là bắt đầu mình chạy luôn mà nó cứ theo sát cái đuôi mình vậy đó. Mà Thái Lan á, mấy cái người dân á, nó cũng không có tốt đâu các bạn, cái mấy người mà đi lưới á, có ghe chạy ra chạy vô nó thấy luôn á, nó thấy cái chiếc tàu này đi theo sát mình rồi, mà cái lúc đó thì nó chưa qua ghe được thì thành ra nó chưa có cướp, nhưng mà mấy chiếc tàu kia nó đi lưới nó thấy, nó không dước mình mà nó cũng không có can, coi như là ai làm gì làm vậy đó, cái nó chạy qua chạy lại nó giờ không thấy, chứ mà thấy tàu tùm lum tà la luôn đó, là mình biết cái chỗ đó là cái bến, cái hòn, mình biết cái hòn có dân cư ở, nhưng mà mình không biết là Miên hay là Thái Lan thôi, tại vì mình không có chính xác. Miên với Thái Lan thì nó cũng sát danh với nhau thì mình cũng không có chính xác là Miên hay Thái Lan, cho nên mình cứ chạy, trời ơi chạy tới tới lúc đó là trời sụp tối rồi, là đúng tới cái đảo đó là đúng 3 ngày 3 đêm thiệt luôn á, tờ trời sụp là sắp sắp muốn không thấy rồi, nó còn hù mình nữa chứ, nó cái cúp cúp biển cúp cúp bờ á, nó vượt theo á, dở cái súng lên về thòn nó nhá cho mình thấy luôn như vậy đó. Cái không biết sao ông xã mình chạy chạy đại, ổng nói bây giờ ổng còn cái nước mà ổng dòm thấy thấy cái chiếc tàu nào mà nó bự bự một chút thì sắn vô đại chết thì chết, chứ giờ không biết làm sao rồi, nếu mà tối một chút nữa lại chiếc này cái cúp cạn á nó chạy theo mình là nó ăn thịt mình rồi chứ còn gì nữa, cho nên là ổng dòm sao tự nhiên dòm thấy cái chiếc tàu muối nước đá mà nó treo nhiều cờ lắm, ổng thấy vậy thôi ổng sắn vô đại chết thì chết, cái ổng mới sắn vô đại chiếc tàu đó, cái chiếc tàu nó vớt lên. Thì bây giờ cái câu chuyện mình nói tới đây ha các bạn ha, khi nào rảnh mình nói tiếp, tại vì mình cũng muốn để lại một cái cuốn băng cho thí dụ như con cháu sau này, nghe nói là đi vượt biên mà không biết người ta đi làm sao, mình đâu biết mấy cái lớp sau này đâu có biết, chính con mình mà mình cũng không có nói rõ đầu đuôi cho nó nghe, tại vì qua phía bên đây rồi lo làm ăn lo này lo nọ, thì lúc đó nó còn nhỏ quá mình cũng đâu nhắc lại làm gì, thì bây giờ mình ở nhà nè, rồi cái mình có một người bạn mới khơi lại cái chuyện đi vượt biên rồi này cái nọ, cái mình nhớ lại cái mình thôi mình sẽ kể về câu chuyện mình đi tìm tự do của mình, đi vượt biển của mình, đây là cái người thật việc thật ha các bạn ha. 1000 mình còn nhớ rõ là ngày mùng 3 tháng 2 mình đó, ta đó, ngày mùng 2 tháng 3 1981 ha các bạn ha. Bữa nay mình tiếp theo cái câu chuyện đi vượt biên ha các bạn ha. Hồi bữa hổm thì mình cũng có thời giờ, mình muốn để lại một cái video kể về câu chuyện đi vượt biên của mình đó, thì
mình nói tới cái khúc đó rồi nó dài lắm. Tại vì cái hành trình đi vòng vòng tới 6 tháng mới tới Mỹ. Cho nên là nó nhiều, giống như phân ra nhiều tập vậy ha các bạn ha. Thì bây giờ mình tiếp theo. Mình tiếp theo cái câu chuyện là hồi bữa hổm mình kể về ông xã sắn lên tàu rồi tàu nó vớt lên á. Thì nó vớt lên trên trên tàu xong cái nó cho nó đem nước đá cho uống các bạn. Mà mình đi 3 ngày 3 đêm rồi. Lại tới đó là tối, sụp tối rồi đó, cho nên là mình đi mình khát nước á, thì mình chỉ uống thấm giọng thôi chứ mình đâu có uống cho đã khát đâu. Cho nên là mình không dám, sợ thiếu nước á, cho nên là uống thấm giọng thôi. Thì cái lại đó nó cho nước uống, uống nước thường thôi mà nó ngọt như là đường vậy đó các bạn. Giống như mình thiếu nước cho mình uống vô á, mình uống nước lạnh mà nó ngọt như là uống ăn uống nước đường vậy, nó ngọt ngay vậy đó. Cái nó kêu lên trên tàu, cái nó bồng con mình, nó bồng hai đứa sinh đôi á, cái nó đi tắm, nó sức phắn như trắng tư như Thái Lan vậy đó. Cái nó gọi ở trên bờ, nó nói là nó vớt người như vậy đó. Thì nó kêu ngồi đó chơi chút xíu vậy đó. Thì người ta, cái chỗ đó là cái đảo, cái đó là cái chỗ đó là cái đảo của Thái Lan. Cái đảo đó tên là cái đảo Koh Samui của Thái Lan. Không biết ai từng đi vượt biên có tấp vô đảo đó không, chứ ghe của mình là đầu tiên mình tới là cái đảo Koh Samui. Cái đảo đó có dân ở, thì ở trên cái đồi của nó đó là cũng như là có cái đồn ở trên đồi vậy đó. Mà từ ở dưới đó đi lên trên đó chạy là khoảng mấy tiếng đồng hồ, chạy xe hơi mấy tiếng đồng hồ mới tới. Thì tới cái lúc hồi mình đi dọc đường á, thì là cứ sao biển bị cướp, bị này bị nọ, thì cái mình cứ chỉ hai đứa con sinh đôi của mình để mình lại lục nó để cho có sữa bú. Tới giờ đi lên trên tàu thì lại không có dám nói sinh đôi nữa. Bà chủ tàu bà bồng cái thằng con trai mình sinh đôi mà đứa trai đứa gái, cái bà bồng bà không trả lại, bà nói là cho bà sinh đi, bà không có con, bà kêu cho bà sinh. Mà ở trên bờ thì người ta sắp sắp xuống dưới mình đi rồi, mà bà nhất định bà không bồng con mình, không trả con lại cho mình. Ở lúc đó sợ nó vừa lên bờ á, vui chưa hết vui là bắt đầu lo sợ, cái bắt đầu mới mượn. Lúc đó là hết dám nói sinh đôi nữa rồi. Lúc đó là nhờ vào chị bạn năn nỉ chỉ bồng một đứa con giùm mình. Còn mình thì đòi cái đứa con của mình lại. Tiếng thì người ta nói tiếng Thái Lan mà nói da dấu kêu bằng động từ tu quơ đó các bạn. Nói mà mình hiểu được thôi, chứ mà mình đâu có hiểu chính xác đâu. Cái mình lúc đó là mình cho bà chị đi ra đi chung nó bồng một đứa con, còn mình thì mình đòi lại để mình bồng đứa đó. Đòi mà tới ở trên bờ người ta xuống người ta dước đi thì là mình bà còn chưa trả nữa. Tới sau cuối cùng rồi đó là người ta đi hết phân nửa rồi, còn sắp hết rồi đó, mình mới ôm con mình bồng lại là bà mới buông ra đó, chứ không có bồng cứ ngắt đứa con mình, bà không chịu trả con mình nữa. Là cái bà mà vớt, cái bà mà cái chủ tàu á, tàu đó là tàu muối nước đá Thái Lan, người Thái Lan mà chắc nó cũng lai tàu hay gì á. Cái đi lên
lên trên ở mà người ta vớt lên cái kiểu như ở trên bờ người ta xuống người ta dước mình đi, thì lúc đó mình nghĩ là chắc chắc yên yên phận rồi ha các bạn, ai nhà đâu, mình đi lên thì mình vui được một một lúc, mình vừa đi lên cái bến đó thì ở trên đó thì là người ta đứng hai hàng, Thái Lan đó, nó đứng hai hàng ở trong cái xóm đó, đó thì nó lấy giống như nó lấy sữa và nó lấy cái này cái nọ, nếu có nít đó, thì nó cho vậy đó, nó cho sữa cho đồ ăn đồ này kia, nó nghĩ là mình đi mình đói á đó, nó cho cái này cái nọ vậy đó, nó cho mấy đứa nít đó, mình thấy vậy mình cũng vui, mình nghĩ là trời ơi vậy là hết chết rồi ha, mình nghĩ mình mừng lắm. Nhưng mà đâu có phải đâu các bạn, đi đi lên một đổi cái đó là đi bộ rồi, như trên xóm vậy đó, đi ngang cái xóm vậy đó, vậy cũng như là cái ông ấp hay cái ông gì ở chỗ đó vậy đó, ông dẫn mình đi lên, dẫn mình đi lên là ở cái chỗ cái đó là cái trường học. Xong cái ổng nói giờ là ổng gọi ở trên đó là tối quá giờ người ta không có xuống, người ta chở mình đi về đó, phải chở về trên cái chỗ cái đồn đó đó, ở mấy ngày về người ta mới đưa mình vô đất liền, chứ ở chỗ đó là bây giờ tối giờ bây giờ phải ngủ tạm ở đó một đêm. Giờ bắt đầu hồi hộp tiếp, mình nghĩ như vậy, mình nghĩ người ta cho đồ đồ mình cũng nghĩ là người tốt. Cái có một cái ông đó, ông người Tàu, người Tàu mà ông nói tiếng Hải Hải Nam á các bạn, Tàu nó nhiều loại lắm, nó tới 6 thứ tiếng luôn á, phổ thông rồi Kiều Châu Phúc Kiến rồi Hải Nam rồi Quảng Tiều gì nhiều tiếng lắm, Tàu nó nói tới là 5 6 thứ tiếng mà nghe không được luôn á. Nhưng mà có cái ông đó ông nói thì ông nói tiếng Hải Hải Nam thì mấy mấy đứa mình thì cũng lai Tàu biết sơ sơ rồi chứ cũng không biết nhiều. Ông nói là ngủ ở đây tạm một đêm, nhưng mà người thì có người tốt người xấu, cũng có kẻ xấu nhiều lắm, cho nên là hả đàn bà với con nít thì nằm chính giữa, ở chính giữa, ngủ ở chính giữa, còn còn ở mấy ông đàn ông thì nằm bao vòng ngoài, nếu có đi tiểu đi đầu thì đi gần gần thôi, đừng có đi sau đi xa, tại vì mình đi vô đó là mình thấy là cướp cạn mà nó vượt theo tới mình đi lên tàu luôn, mà nó vượt sát lên tới mình bước lên tàu rồi nó mới chạy luôn, chứ còn không là nó theo sát luôn mà, thì mình biết là sao rồi, cho nên là đêm đó hồi hộp không sáng, nằm nằm thì nằm chứ không đâu có dám nằm, thì cũng như mình nằm đại ở dưới cái gạch mà cái trường học vậy thôi, mình nằm dưới đấy, nó đỡ lưng vậy thôi chứ còn đâu có dám ngủ nghê gì. Đi tới đó là còn sợ hồi hộp nữa, giờ tấu hù nữa, giờ cũng sợ cũng thấy mồ luôn, đâu có dám cái kiểu mà ăn uống cũng đâu có dám mà ăn thoải mái, sợ đi cầu đi tiểu đồ này kia cái nọ, đi ra ngoài người ta bắt nữa. Ngủ ở đó đỡ đêm, mà tối đêm đó là hồi hộp không, thì cũng nghe lời cái ông người Tàu đó, đàn bà nít nằm giữa còn đàn ông thì bao vòng ngoài vậy đó, mà giái thôi giái thầm cho qua cái cho tới nơi tới chốn được bình yên vô sự. Mình đi lại tới đó là mình thấy là cũng như mình hết chết rồi, đã được lên bờ là mình mừng rồi, mà còn vậy nữa. Xong cái cũng dán thay phiên với nhau mà canh chừng, thì cũng đâu ngủ thì kiếm chuyện này chuyện nọ, nằm thì mở mắt không, ai cũng mở mắt không chứ đâu có ngủ được. Mấy ông đàn ông mình cũng lo mà mấy ổng cũng lo. Xong cái tới sáng lại cái xe giống như xe nhà binh vậy đó, xe C10C vậy đó, nó chở lên Tuốt ở trên cái đồi chỉnh cũng mấy tiếng đồng hồ mới tới trên cái đồi, cái đảo nó cũng lớn. Cái ở trên đó thì cái mấy cái bà cái ông đó ổng ở trên đó cũng như ổng đi lính vậy đó, mà ổng cũng dẫn vợ dẫn con đi trên đó ở, có vợ đồ chỉnh nữa. Xong rồi ổng bà nói là để gọi chừng nào có ghe thì mình mới đi về đất liền,
mình về đất liền là 6 tiếng đồng hồ, tàu chạy 6 tiếng đồng hồ mới tới đất liền. Giống như là ở Phú Quốc vậy đó, giống như cái đảo lớn ở Phú Quốc mà mình đi dịch giá vậy. Hồi xưa là 6 tiếng đó. Hồi xưa mà không có tàu tốc hành giống như là tàu Mã Lai á. Bây giờ thì có tàu Mã Lai từ từ Kiên Giang đi qua Phú Quốc có 2 tiếng thôi. Chứ hồi xưa là tàu bự đó, như là Tân Hưng hay là Thuận Lợi đồ, mấy chiếc tàu mà đưa khách đó với chở hàng đồ đó là 8 tiếng, 8 tiếng đồng hồ mới tới Phú Quốc đó. Như chiều 5 giờ mình xuống ha, mà tới 4 5 giờ sáng vậy đó mới tới là Phú Quốc. Chạy cũng lâu lắm đó. Bây giờ tàu chạy nhanh đó, giờ tàu Mã Lai đó nó cho mướn, nó cho Việt Nam mướn đó, giờ chạy đưa đò từ Kiên Giang qua Phú Quốc là 2 tiếng đó. Mà hồi xưa là đi như vậy thì mình thí dụ cái đảo này á thì nó giống như từ Phú Quốc mà đi Kiên Giang vậy đó, 6 tiếng đồng hồ mới tới. Thì bà nói với mình là, cái bà vợ của ông nó nói với mình là chừng nào có thì bà cho mình hay, thì ở đó cũng 2 ngày. Mà bà nói bà cứ hỏi hoài, bà hỏi có vàng bán không để mua đồ ăn rồi cái nọ. Bà nói bà hỏi để cho có ai có còn vàng thì bán vàng vậy đó, nhưng mà đâu có ai mà còn, nhưng mà ở đó tạm thôi cũng đâu có ai dám. Thấy cái đảo đó cũng ghê thấy mồ luôn, mà thì nó cho cái gì ăn cái nấy thôi chứ bán buôn gì, mà không biết người ta có còn không, chứ mình thì không có còn mè tan là cái miếng vàng nào hết, bị cướp từ đợt đầu là bị mất hết rồi. Cho nên là hả, cái bữa đó là bà nói sáng lại ở đó cũng một một đêm, 2 đêm. Mà giờ cái bà nói là sáng sớm á là có tàu qua dưới mình, thì mình cũng cái kiểu như là mình cũng hỏi cái đó kia bằng động từ tu mà các bạn. Thì mình biết là bả nói là mai có tàu vớt mà dước mình đó, đi vào đất liền á, nhưng mà không biết mấy giờ. Thì lấy đồng hồ chỉ là hình như là hình như là đi đâu là đâu hừng đông sáng gì á. Rồi tới đó là cũng cũng trưa rồi, giống như là 6 tiếng đồng hồ thì thí dụ như 5 giờ 4 giờ mình đi, 4 giờ sáng mình đi đi thì khoảng 10 11 giờ vậy đi, 11 12 giờ vậy đó thì là tới đất liền. Thì mình đi vô trong đất liền thì bắt đầu nói như vậy. Thì đêm đó trông cho tàu lỡ vớt mình đi vô trong đất liền cho nó yên ổn đi, chứ cái đảo đó ghê quá mà người xấu quá nhiều luôn. Cái mình đi vô đất liền thì nó chở đi vô cái chỗ mà bây giờ mày cái chỗ mà dân du lịch đó các bạn. Bây giờ mà có cái sông ở dưới mà người ta bán đồ ở trên sông đó các bạn. Bây giờ cái chỗ đó là chỗ ở khu du lịch của Thái Lan đó, nó bán đồ trên xuồng trên đồ lum đó. Thì mà mình mua thì cái mình kêu nó vô, không nó đậu dưới xuồng nó bán đồ đó. Bây giờ ở Thái Lan ta đi chơi người ta cũng quay chỗ đó tên là Suratani. Cái chỗ mà mình tưởng đâu cái nó chở mình đi đâu thì nó chở vô đất liền là lợi chỗ đó là cũng như là cái đồn chi cảnh sát vậy đó, ngay chân cái chi cảnh sát mà ngay chỗ đó là kêu bằng Suratani, cái tên của là Suratani. Mình ở chỗ đó thì vô đó thì là coi như là ở đó hình như là cũng cả trăm mấy trăm người rồi đó, mấy trăm người ở chỗ đó. Thì mình nghĩ là chỗ đó là tới rồi, nhưng mà không phải, nó giữ mình lại đó không, chưa có làm giấy tờ gì gì hết nha. Nó giữ mình lại đó thôi, nhưng mà lúc mình đi vừa đi vô đó thì
phái đoàn Liên Hiệp Quốc nó mới vừa lại thăm nó đi, thì coi như cái trạm đó là cái chỗ đó là cũng như là cái chỗ trại trạm giam vậy đó, cũng như là cái trạm của quân cảnh của lính vậy đó, giờ giữ mình ở đó. Rồi mỗi ngày như vậy đó, mỗi ngày thì có phái đoàn Liên Hiệp Quốc lại đếm coi bao nhiêu người vào cái phần ăn đó, là bao nhiêu người thì người ta phát bao nhiêu phần. Thì mình đi vô đó thì nó trưa rồi, nó trễ, bữa nó nhịn đói mà con cái thì nó lóc nhóc luôn chứ coi như là nó khổ từ 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 chập vậy đó. Đi lại đó cái mình lớn thì mình nhịn được, mà con nít làm sao mình nhịn được. Các bạn thì mấy người ở đó thì người ta có phần ăn thì cũng ăn, cũng sống qua ngày vậy đó, cũng như là người ta phát đủ ăn vậy đó. Nhưng mà mình đi vô là nó trưa rồi, phái đoàn đi rồi, thì mình đâu có đồ ăn, đâu có phần ăn ngày đó. Cho nên là ông xã có hai cái quần tây à, mà ông đem đi bán, hỏi ở trong chỗ đó có ai cần không, bán để mua sữa, mua mì, mua đồ cho mấy đứa con lớn lớn ăn nè. Đổi cái quần đâu không biết được mấy chục bát gì không biết nữa, rồi đi mua mì rồi cho mấy đứa nhỏ nó ăn đỡ đói. Về cái ở đó nha, mà lại nghèo đã không có tiền mà cũng mắc cái eo nha. Cái đi vô đó trời ơi, coi như là ở chỗ đó có năm sáu cái restroom, mà cái ống cống làm như nó bị nghẹt hay gì á, nó chứa lại nó hôi rình luôn vậy đó ha. Mà nước á nó đục mà nó thúi nữa chứ, mà hả cái như nó bị nghẹt mà nó không có thông á các bạn. Cho nên là hả mũi nó xanh mũi á, mình lấy cái tay mình quơ như vậy là đụng luôn á, cái bằng mũi không. Giờ cái mình thấy mình vậy, nó nói cái này mà mũi mà cắn là nó xuất rét cũng bệnh thấy mồ luôn nữa. Cái mấy người mà người ta đi trước á, người ta thấy vậy cái người ta nhường lại một cái mùng cho mình để mình dăng, nói chỗ này mũi dữ lắm á, sợ mấy đứa nhỏ nó bị cắn, nó bị xúc rét nữa, cái người ta cho một cái mùng cho mình dăng đại với xi măng ngủ vậy thôi. Giờ lấy cái gì lót vậy đó, cái manh cái gì vậy đó, lót rồi giờ nằm đại vậy đó. Giờ cái ông xã mình căng một bên, tại vì bốn đứa con mà để mấy đứa nhỏ chính giữa, còn tôi còn còn mình ở dưới ông xã là căng hai, nằm căng cái mùng da trơ rộng á, để ở ngoài chơi hai vợ chồng chịu muỗi cắn để cho con che cho con. Các bạn coi thấy thảm không? Mà bởi vì giờ mấy cái đó mình đâu bao giờ mình nói cho con mình biết đâu. Cha mẹ hy sinh tất cả về con cái như vậy luôn á, mà mấy đứa nhỏ mình không nói làm sao nó hiểu, mà nó cũng không hiểu đâu, cái chuyện đó đã qua vậy, hồi nó còn nhỏ xíu mà. Cho nên là mình cũng muốn để lại một cái băng vậy đó, để cho nếu nó muốn coi thì nó coi, còn không thì như ai muốn tìm hiểu nói cái chuyện đi vượt biên đó làm sao thì mình cũng kể lại cái đó là cái câu chuyện của mình đó. Còn đã không có tiền nhưng mà hả cái chỗ mà mấy 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 người Thái Lan nó bán cà lem, nó bán cái này cái nọ đồ ăn đồ đồ này kia đó các bạn, thì người nào mà người ta đi còn vàng á thì người ta gửi nó bán vàng xong rồi mua đồ ăn, mà đã mình không có đồng nào hết trơn luôn mà hả mình lại ngủ ngay cái cửa mà người ta đứng mua đồ đó các bạn. Thì mỗi một lần người ta xin đi qua đi mua đồ thì mình phải nép vô mình nhường cho người ta mua đồ, nhưng mà mấy đứa nhỏ mình thì mình biết phải không, còn mấy đứa nhỏ đâu biết, nó thấy người ta mua ăn nó thèm đứt ruột luôn, nó nói nó muốn ăn mà tiện đâu mà mua các bạn. Đổi cái quần có mấy đâu không biết bao nhiêu bát đó, về cái mua mì ăn hết cả ghe. Còn không biết là mấy người kia người ta còn hay không thì mình không biết, mà không có người nào bán cái gì hết. Thì mình thì là mình không có rồi, cho nên là mà mình có con nhỏ cho nên là mình cũng coi như là bán hai cái quần là còn có một cái quần một thôi các bạn.
Còn cái quần cục kia, cái quần dài, đem đi hai cái quần dài đó, bán cái quần đó để mua mì ăn cái ngày đó đó. Cái ngày mình đi qua từ bên đảo mà qua trễ, phái đoàn nó đi mà không có phần ăn á, đói đó, rồi bán cái quần để mua 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 mì cho con ăn đó. Rồi cái mình nói xui mà hên, mấy người kia nói xui mà hên, hên mà xui, thì cái người mà người ta đã bán vàng á, thì nó giữ lại đó, nó giữ lại đó để người ta bán, người ta xài, để nó được buôn bán vậy đó các bạn. Giống như là nó giữ lại đó để cho người ta bán vàng xài, để nó có tiền vậy đó, mua bán đồ này kia chỗ đó vậy đó, cho đắt hơn vậy, nó cầm lại. Còn mình á, nó thấy chiếc ghe mình á, đi vô không có ai bán gì hết, mình nghĩ là cũng có một số còn đó, còn vàng á, nhưng mà người ta không muốn bán để xài chung trong ghe, phải không? Thà là người ta nhịn đói chung. Thì cũng có người, không phải ai như mình đâu, cũng có người ích kỷ vậy đó các bạn. Thì cái đó mình không trách, kệ, thì ai mình ở phải thì gặp phải thôi. Vậy mà dốt cuộc lại thì cái chiếc ghe của mình đó, giống như là bị cướp mấy lần te tua rồi, thì không có còn vàng. Thì nó cho mình đi vô trong trại sớm. Thì nó có cái chuyến đi đi đó, thì từ ở cái chỗ Suratani đó mà vô sông La Thái Lan đó, thì là nó cũng xa, cũng như sáng vậy đó, xe bus chạy thì tới chiều tối mới tới, trên đường đi xa lắm. Thì mỗi một chuyến đi như vậy thì nguyên một chiếc xe bus 50-60 người vậy đó, giống như chiếc xe bus dài, giống như chiếc xe bus bên 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 Mỹ này vậy đó các bạn. Còn mấy người mà bán vàng mà để mua đồ ăn rồi này kia cái nọ, thì mấy chị đó nói là mấy chị đã đi lỡ đó một tháng mấy rồi, tháng mấy 2 tháng rồi mà chưa có cho đi vô chạy. Còn mình lại đâu có chừng 2-3 tuần gì thì người ta cho vô chạy, là cũng là may mắn lắm rồi đó các bạn. Thì mình có tên đi đi vô trong chạy, cái chạy đó tên là Sông La Thái Lan. Thì ai đi vượt biên là nếu mà đi đường biển là cũng đi vô chạy Sông La đó các bạn. Nếu mà mấy người mà hồi đó có đi là mình nói lại là các bạn nhớ ha, là cái lúc đó là mình đi vô chạy Sông La, thì từ sáng đi cho tới chiều tối, chiều chiều đâu chừng 4-5 giờ chiều thì tới Sông La. Thì trong chạy Sông La đó là người Việt làm trưởng chạy. Thì trong khi mình đi vô á, thì đồng bào mà ở trong chạy đó, người ta đứng hai hàng quá trời đông luôn. Tại vì cái lúc đó đi đi vượt biên là người nào đi là ở trong lòng mình tính là có nhiều khi cha mẹ anh em còn không có nói với nhau cho biết nữa đó. Hồi mấy cái năm đó là ba người mà ngồi nói chuyện gì không biết, miễn hai người ba người mà ngồi mà tụm lại là nó nhà nước bắt hết. Còn mà đi vượt biên mà bắn bổng lên, giống như người ta gặp mà người ta bắn á, bắn chữ thiên á, mà không quay trở lại là người ta bắn chết bỏ đó. Cho nên là cái nó gắt gao như vậy. Có nhiều khi hả, gia đình có người đi nhưng mà cha mẹ không biết, anh em không biết, không dám nói với nhau nghe luôn á. Cho nên là mình đi vô trong trại á, thì là thấy hai dân ở trong trại á, là đứng hai hàng quá trời đông luôn, đi một đổi luôn mà cũng biết nhiêu xa mà chưa chưa hết. Thì vô đó là mới bắt đầu làm giấy tờ đó các bạn. Thì trong khi đó mình ở đó mình chờ phái đoàn lại phỏng vấn, như mình muốn đi nước nào á, thì mình chờ phái đoàn lại phỏng vấn. Thì trong lúc mình đi á, là đi vô đó hả, là trong trại là nhập trại, mấy người mà đi mà vượt biên á, là vô trong trại là lúc đó là cỡ 10.000 người ở trong trại rồi đó, 10.000 người Việt Nam rồi đó. Mấy cái lô mà ở đó, từ lô 1 cho tới lô 28, 30 gì đó không biết nữa, mà không còn cái chỗ nào ở hết. Thì trong khi đó người ta có tiền á, thì người ta đi mua liều, người ta dăng ở dưới mé biển, chỗ đó là sát mé biển các bạn, chống quan vậy đó, sát mé biển. Thì mấy người mà người ta có tiền thì người ta đi mua liều, người ta trải với mé biển, người ta ngủ.
chạy trên bãi cát đó các bạn, ngủ tạm mà khi nào người ta chuyển trại á, chuyển trại thì mới đi, mà khi nào người ta chuyển trại thì người ta dời đi thì mình mới có cái lô để mình vô, rồi cái bắt đầu mình ở bển. À, không có chỗ ở rồi, không có tiền văn liều rồi, không có gì hết trơn, biết làm sao bây giờ. Cái bắt đầu tấp vô nhà thờ, ở tạm vô nhà thờ, cũng có chùa, người dân mình đi tới đâu cũng có chùa Phật, có nhà thờ hết á, nhưng mà cái chùa Phật nó quá trời xa, tới cuối cái lô lận, tới mấy chục lô lận, thành ra mình ở khoảng chính giữa thôi, để có gì đi lên cái lên trên cho nó gần, giống như ở phân nửa vậy đó. Chứ ở xa quá tới lo rồi mà nó cứ kêu tên kêu đầu là mình đi lâu quá đó. Cho nên mình ở khoảng chính giữa vậy đó, thì mình ngủ trong nhà thờ á, giống như sáng người ta làm lễ thì mình thức sớm sớm, mình dẹp qua bên cái liều nào để tạm vậy đó, còn tối thì mình bày ra mình ngủ với cái mấy cái ghế mà người ta ngồi để làm lễ đó các bạn. Ngủ đại trên bàn, trên ghế gì, ngủ đại vậy đó, giờ sáng là dẹp sớm vậy đó. Mà mình đi vô đó thì mình cũng gặp người cùng quê, về bà con rồi luôn á các bạn. Đi không có người nào nói, người nào biết hết á. Thì có đi lại đó thì gặp một người dì bà con bên chồng mà cũng xa. Thì dĩ đi trước đâu khoảng 2-3 tuần. Dĩ hồi xưa dĩ ở An Thới thì dĩ đi, còn mình ở Dương Đông cho nên mình đi mình không biết, mà đi qua bên đó gặp. Giờ gặp một người anh nữa. Cái người anh đó là bà con chú bác mà bây giờ đi ở cái anh đó anh đi Úc. Rồi mình ở đó mình chờ làm giấy, chờ phái đoàn lại giờ mới phỏng vấn. Rồi coi người ta có chấp nhận mình đi hay không. Thì bây giờ á, câu chuyện mình tới đây là mình ngưng ha các bạn ha. Mình tạm dừng lại cái câu chuyện ở đây. Rồi vài bữa nữa mình kể tiếp cái câu chuyện này á. Mình kể á, là cũng chắc cũng 5 đợt mới tới Mỹ quá. Tại vì mình ở trại tới 6 tháng mà chuyển trại tùm lum hết trơn luôn. Mà đi vòng vòng tùm lum hết á. Giống như đi du ngoạn vậy đó. Mà hả là coi như là mình đi vô tới Sông La là bắt đầu là ổn rồi đó, hết chết rồi đó. Còn mà các bạn coi đi coi nguy hiểm biết bao nhiêu không, khổ cực biết bao nhiêu không, mà hả cứ bởi vì mà mấy người mà bệnh tim là bảo đảm là chết sớm. Cứ cỡ mình vui á, mình phấn khởi chưa được 10 phút nữa, chừng 7-8 phút là bắt đầu lo lắng, cứ lo lắng, giờ mừng rỡ giờ lo lắng, cái cơ thể mình nó đâu theo cái nhịp tim mình kịp đâu các bạn. Cứ vừa mừng lên vừa là bắt đầu lo lắng, vừa mừng lên là bắt đầu lo lắng, cứ vậy đó. Bây giờ mình tiếp theo phần 3 về câu chuyện mình ở trại tị nạn Thái Lan ha các bạn. Thì phần 2 thì mình nói là mình vừa vô tới trại đó, đông người nhập trại 10 mấy ngàn người cho nên không có chỗ ở đó. Thì bây giờ mình tiếp theo ha, thì coi như là mình ở đó để mình chờ đợi cái ngày mình đi phỏng vấn, ai đi nước nào thì đi phỏng vấn. Thì cái lúc đó là mình ở đó để mình đợi thôi, người ta khi mà người ta có tên đi chuyển trại đi chỗ khác rồi đó, người ta có tên đi phỏng vấn rồi đó, là người ta được đi rồi đó, là người ta chuyển trại thì mình đi vô lô mình ở. Thì trong lúc mình chờ đợi người ta đi để mình vô lô ở thôi, thì lại tới đó là coi như ổn, không có lo sợ hồi hộp với chết chóc nữa. Nhưng mà mỗi người đi vô á, là mỗi cái hoàn cảnh. Mình đau lòng và mình rất buồn là giống như á, cứ xong những mỗi một lần ở đó nó có cái lo, giống như là ở Việt Nam mà nó có cái lo đài phát thanh ở Việt Nam vậy đó, giống như vậy đó, thì ở trại cũng vậy. Tại vì dân đông quá chừng luôn mà cả 10.000 người trên nữa thì
thì nói trong cái lo thì có cái gì lo trên cái lo thì người ta mới là biết để đi lên. Thì ăn rồi thì tối ngày cứ chờ để nghe lo kêu có tên mình không vậy á. Sáng thì chờ người ta kêu cái loa coi cái tên của chiếc tàu đi bao nhiêu người đi lên trên đó lãnh đồ ăn. Cứ mỗi ngày người ta phát đồ ăn cho mình, cũng thịt cũng rau cải gạo rồi này kia vậy đó các bạn. Thì giống như mình ăn ngon, mình ăn đầy đủ thì không được, nhưng mình ăn giống như mình ăn tiện tặng rồi này kia, ăn cho để sống qua ngày thì đủ. Nhưng mà gạo thì dư, tại vì đồ ăn thì thấy nó thiếu thôi, mà mình cũng như mình không có ăn ngon vậy thôi, thì ăn cũng cũng sống được. Thì cái gạo thì nó phát theo đầu người, xong biển mỗi mỗi một người một đầu người thì bao nhiêu lon gạo vậy đó, như một phần là bao nhiêu, một đầu người là bao nhiêu lon gạo, thì nó cứ đếm đầu người mà nó phát. Thì trong khi đó mình là bốn đứa con với hai chồng nữa là sáu người, thì là cái gạo mình dư. Còn còn mấy người mà lớn thì ăn không đủ thì mình cho lại, giống như mình thấy người ta độc thân ăn không đủ thì mình có dư thì mình cho mấy người nó lại ăn, cho mấy người nó bớt để người ta ăn cho đủ đó vậy đó. Thì hồi ở trại thì ông xã cứ nấu cơm cho mấy đứa nó, cho mình với mấy đứa con ăn, tại mình nấu thì hơi lâu. Thì cái lúc mà vô trại thì cũng mượn đồ của người ta nấu trước, xong rồi thì mình mới mượn cái nồi của người ta lỡ nấu, chứ mình đâu có nồi có nếp gì đâu, đâu có tiền đâu mà mua. Thì nhờ có bà con đó dĩ ăn trước, xong rồi cái dĩ cho mượn mấy cái nồi đồ này kia cái nọ, cái nấu tiếp nấu đồ ăn, rồi về ăn rồi thì chồng bọn đứa vợ bọn đứa đi vòng vòng ở bên trại chơi. Cái trại Sông La nó rộng lắm, từ đầu trên tới đầu dưới đi đi mỏi mệt luôn á. Thì mình tới lúc mà ổng nấu cơm là mình nằm võng, mà một đứa đầu đít một đứa bồng trên tay đó, còn hai đứa chạy vòng vòng thì mình ngó chừng vậy đó, cũng coi cũng cũng phải giữ con cho chặt chẽ, tại chỗ đó gần mấy biển đó, có nhiều người đi lại tới đó rồi mà cũng con cũng cũng bị chết thụp chết đồ hoài đó các bạn, tại đó sát mấy biển mà. Con thì phải lo chăm sóc cho kỹ chứ không thôi nó không biết, nó xuống biển chơi cũng nhiều khi nó không chết thụp đó. Cho nên là hả, mình theo sát có mấy đứa con thôi, kệ giờ tới đó giờ tạm ổn thì mình dán đi. Thì trên 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 biển thì thấy chết chóc tới nơi luôn, mà sống lụm được cái mạng tới đó là mình cũng vui lắm rồi. Cho nên là mình cũng ai làm gì làm, thì người Việt của mình đi tới đâu là bán quán cốc rồi bán đủ thứ, rồi cái này cái nọ cái gì cũng có hết trơn á. Coi người Việt mình đi tới đâu là làm ăn tới đó vậy đó, mấy người mà người ta độc thân hoặc là con ít đó các bạn thì cũng vui. Nhưng mà đau lòng cái là sao miễn lo nó nói là đồng bào tới nhập trại, đồng bào nhập trại là bắt đầu hả chạy ra đứng hai hai, hai đứng hàng 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 vậy đó, đứng dài từ trên tới dưới coi có ai có người quen hay là hoặc bà con gì không. Mà hả dân ở trong trại đón, không phải là đón tiếp mà sự thật là người ta nhìn coi có bà con hay là quen biết gì không đó. Mà hả đau lòng tao nói sao miễn mỗi một lần mà nhập trại thì có nhiều người á, thì như mình thì mình đi qua bên đảo rồi bắt đầu từ từ nó chuyển vô, còn có nhiều người thì người ta nhập trại cứ tấp cái bờ nào được thì tấp vậy đó, thì gặp mấy người dân mà nó hiền lành thì còn đỡ, gặp mấy người mà nó cướp bóc rồi này kia thì te tua hết. Nó cướp mình không nói nha, nó cướp nó lấy của mình không nói này hả, nó hãm hiếp đàn bà thì nó hãm, nó hiếp dâm xong xong rồi nó đem đi đi nó hiếp một người mình không nói, có nhiều khi nó hiếp nhiều thằng á kêu bằng hả, nó hiếp mà chết luôn á, nó luyện với biển á. Giờ đi qua sau thì cái người ta kể là mỗi người mỗi hoàn cảnh các bạn.
giống như là có người á, thì đi về cái cướp rồi chắc không biết có chống chọi gì với nó, không biết mà ông chồng bị giết, ông chồng chết và đi vô ông chạy điên điên khùng khùng vậy, cười khóc vậy đó. Còn có cái thằng kia nó ở Việt Nam mình thì ưa có trồng răng vàng đấy các bạn, giống như răng của mình đó, và bao lại giống như là vàng vậy nè, giống như là vàng 24 vậy đó, nó vàng vàng vậy nè, thấy như vậy thì nó tưởng đâu là vàng thiệt. Mà mình nó thường thường mình răng mình đau á, là mình đi đi nha sĩ nó chích thuốc tê mà người ta nhổ lên mình còn đau mình ăn không được, phải không các bạn? Còn cái này nó đè người ta xuống như vậy, nó lấy búa nó đục sống vậy đó, cái ác 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 đạn không. Mà cái thằng đó nó trồng hai cây răng vàng ở đâu bên đây vậy nè, mà hả nó đè xuống nó lấy búa rồi nó đục tới gãy hai cây răng luôn. Cái mình đi vô mình gặp mà kêu bằng cười ra nước mắt thiệt đó các bạn. Phía bên đây thì không có gì hết trơn, bên đây thì nhỏ bình thường, còn phía bên đây á nó sưng lên bự như vậy nè, giống như là phim hoạt họa vậy đó. Mình dòm là họ không có nín, không có, mình biết là mình thấy mình tội đó, mình buồn á, mà mình kêu bằng cười ra nước mắt đó các bạn, dòm là thấy mắc cười liền. Cái phim hoạt họa sao là nó vậy luôn, phía bên đây nó tù lù nó bự như nè, cũng phía bên đây nhỏ xíu. Hỏi sao mà dữ vậy, nó nói chờ nó trồng hai cây răng già mà màu vàng đó, vậy nó tưởng là vàng thiệt á, nó lấy búa nó đục, nó đục sống vậy đó. Nó để như vậy nó đóng đóng vô trong cái nấu răng mình, nó chịu đời sao thấu không. Rồi mỗi người mỗi cảnh tùm lum tà la, tao nói ở ở bên trại đó ha, là mấy người mà học cao giống như là ông Nguyễn Ngọc Ngạn vậy đó ha, thì là viết văn luôn á. Tại vì biết làm sao không, cái ổng hồi xưa là ổng ở Việt Nam là ổng làm thầy giáo, rồi cái ổng đi qua trại là gì? Không biết các bạn có nghe về cái câu chuyện của ổng không, cái người vợ của ổng chết á, sau này bắt đầu ổng viết ra câu chuyện là người đàn bà ở lại đó, là cái câu chuyện thật của ông, cái người vợ ổng, ổng viết về người vợ quá cố của ổng á, câu chuyện của ông Nguyễn Ngọc Ngạn á. Còn mình á là không biết kiếp trước mình có, không biết kiếp trước mình có tu không, mình không có học cao, nhưng mà mình cũng ngộ ra được á, tự nhiên vậy, cái không biết ở đâu mình ngẫm nghĩ như sao ra thành cái câu thơ luôn, mà không phải là viết bằng viết nha, không phải là viết bằng viết giấy nha, tự nhiên mình nằm mình nghiệm nghiệm cái bắt đầu mình làm ra được câu thơ luôn, trong lòng mình biết thôi mà mấy chục năm giữ ở trong lòng, tới bây giờ là 39 năm rồi đó. Bây giờ là sẵn dịp mình cũng hé lộ cái thơ con cóc của mình ha, tự tự động mình ngộ ra được, mình cái kiểu mình chiêm nghiệm để mà mình sống ở trại để cho mình bớt lo bớt buồn á, bớt thấy người khổ sở á, thì mình đọc cho các bạn nghe cái câu chuyện của cái câu thơ của mình ha. Học không có giỏi mà cũng làm thơ để đọc cho các bạn nghe thử coi được không ha. Ở trên đời sự bình an rất quý, vì loài người thiếu vắng sự bình an. Nhìn thử coi các nước với trần gian, lại trời Phật bình an cho nhân loại. Không bình an đời không còn ý nghĩa, đời chỉ còn sầu thảm với đau thương. Có ai không nếm trải những đoạn trường, sống khoái khoải vật vờ ngày tháng. Ở trên đời kẻ ác với người lành, không tránh được các nguy nan khốn khổ. Lại xin Phật cho tâm con an tịnh, vững lòng tin để có sự bình an. Ngẫm xem con có bao thử thách, phải chăng con đã có sự bình an. Phật độ con qua sóng gió vẹn toàn.
đêm nào mình ngủ mình cũng nghiệm nghiệm cái đó để mình tự mình an ủi là có phải là mình đi như vậy cũng Phật bề trên hộ độ cho mình để mình vượt qua sóng gió và giờ tới đây bình yên. Coi như là sau này từ ngày mình nhập trại là trở về sau là kiếp nào vô cũng bị bắt cóc hết. Nếu mà nó bắt cóc mà nó làm vợ nó thì cũng đỡ, hay là hoặc là nó bán cho động hay cho gì thì mình không biết phải không, thì cũng còn sống sót chứ còn mà hả nó hãm hiếp xong rồi nó bỏ dưới biển là kể như là chết luôn, coi như là mấy người đó mất tích luôn. Mà cái người đó là cái người ở xóm, cái chị đó ở xóm mình đó các bạn, mà đi vô chị khóc quá chừng luôn, chị nói là em chỉ bị bắt cóc rồi mình thấy mà chiếc nào vô cũng bị chân các bạn. Rồi mình mới là mình dòm mình thấy kêu bằng tìm cái con đường tự do, mà nếu mà người ta đi được ở bên Hồng Kông, đi qua được bên Hồng Kông, người ta có bản đồ, người ta đi qua cái biển Thái Bình Dương, người ta qua được Hồng Kông là sướng. Singapore cũng sướng nha. Mà hả, có nhiều người ta đi đảo ở Indo á, người ta qua đảo đó luôn cũng được. Đi vượt cái biển Thái Bình Dương lớn, còn mà đi về miệt mà Mã Lai, Bi Đông rồi Thái Lan. Còn nữa. Bữa nay là mình tiếp theo câu chuyện ở trại Singapore. Thì ở Singapore thì một ngày cao quỹ Liên Hợp Quốc phát cho mình một đầu người là được 2,5 đô, thì ở đó chỉ chờ máy bay trống thì mình lên máy bay mình đi thôi. Rồi ở đó thì mình cũng thỉnh thoảng rồi ông xã cũng đi ra ngoài Singapore chơi, đi 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 chơi đâu thì đi, mà chiều thì đi về lại lại chạy thì được rồi, thì mình cũng đi ra ngoài chơi cho biết đó các bạn. Thì người ta có kể lại là cái luật ở Singapore thì cái nhà nước thành phố Singapore sạch sẽ là tại vì cái kỷ luật nó theo xưa, giống như mình ăn kẹo ha, hay là mình ăn cái gì bất cứ giác hay cái gì mà nếu mà bỏ xuống cái đường á, mà là người ta phạt, không phải là phạt mà phạt tiền hay gì đâu, phạt cúi xuống đánh bao nhiêu voi vậy đó các bạn, giống như là đánh 20 voi hay nhiêu vậy đó. Cho nên là từ lớn cho tới nhỏ, con nít hoặc người lớn là đi ra ngoài là không có, đi ra ngoài là không có xả giác bậy bạ, cho nên cái thành phố sạch sẽ. Thì người ta cũng nói cái luật ở đó cho mình biết vậy đó, khi đi ra ngoài thì rác người kia người bỏ vô giỏ đem về, hoặc là bỏ vô túi hay gì đem về chứ không có giục về đường, thí dụ như ăn kẹo hay này nọ đó. Thì người ta cũng nói sơ qua về cái luật ở Singapore cho mình biết vậy đó. Rồi ở đó chắc cũng cỡ khoảng 2 tuần đó các bạn, ở trại Singapore khoảng 2 tuần. Rồi cái máy bay nó trống đầu đầu được mấy ghế đó thì nó cho đi. Thì cái lúc đó là mình đi ra phi trường Singapore để đi lên máy bay đi qua Cali. Thì mình còn nhớ là mình đi chung với máy bay hành khách, rồi cái đi qua tới San Francisco á các bạn. Thì San Francisco á, thì là cái chỗ đó nó cũng có cái trại chuyển tiếp ở đó nữa. Hồi xưa là mấy người mà đi năm 75 hay là năm 77 rồi này kia cái nọ, là mà mấy người đi năm 75 á, người ta đi lựa xứ dùng ấm người ta ở không các bạn. Giống như là ở Cali nè, Texas nè, dưới mà Florida, mấy cái vùng đó là vùng nóng không á, dùng dùng ấm áp giống như Việt Nam mình đó. Thì mấy người mà người ta có thân nhân là người ta đi về vùng đó hết trơn à,
Mississippi, rồi Florida, California, rồi ở Cali thì nó cũng lớn lắm á. Cali, cái tiểu bang Cali không là bằng cái nước Việt Nam của mình đó, cho nên là nó có nhiều cái thành phố người Việt ở không à. Còn mình á là mình không có thân nhân ở nước ngoài, không có ai hết trơn á, gia đình mình chỉ có mình à. Còn gia đình ông xã cũng có mình ổng à, thành ra không có thân nhân. Cho nên mình đi cái diện là Môn Sư chùa đó thì hội chỉ hội đỡ đầu thôi và lãnh mình qua. Nhưng mà mình á là mình chỉ ghé ở Cali tạm một đêm, rồi sáng lại mình sẽ đi, mình đi về thành phố New York đó các bạn. Về cái thành phố đó là thuộc về miền đông nước Mỹ, cho nên là ở chỗ đó thì nó cũng là cái thành phố ở miền đông, cho nên nó có tiết nó lạnh đó, cho nên ít người ta ở lắm. Cái hồi lúc mà mình qua đó là năm 81 thì hình như là mấy người đi qua năm 75 á, thì là có một vài người gì thôi à, cái người ta cũng đi dùng ấm ở á, ít có ai ở xứ lạnh lắm. Cho nên cái lúc đó mình qua là cũng mới mẻ, là cũng không có người Việt. Thì mình kể lại là mình vừa tới phi trường San Francisco thì có cái anh đó, ảnh người Tàu, người người Tàu mà biết tiếng Việt, thì ảnh đem hai cái bánh bao mình còn nhớ rõ. Đi xuống phi trường thì ảnh sợ đói, ảnh đem hai cái bánh bao nó bự như vậy vậy nè, ăn nửa cái không hết luôn á, chứ đừng có nói mà ăn một cái nha, nó bự như vậy luôn á, mình ăn không hết. Ông xã mình thì ăn gần hết thôi chứ không hết, còn mình thì ăn có nửa cái thôi. Xong cái trở về chạy đó ở ngủ một đêm, thì sáng lại thì trở ra phi trường để đi về New York. Thì mình ở San Francisco một đêm, thì bữa đó thì lại thì người ta chỉ phòng cho mình ở vô phòng đồ đàng hoàng, rồi kêu đi xuống ăn cơm, kêu đi xuống để ăn cơm. Thì mình đi xuống thì mình thấy ăn một dĩa rau, rồi cái cục bò bít tết nó bự tổ mẹ luôn mà cơm thì có mấy hộp à. Mà mình nói chà, bộ bên đây gạo, mình nói bụng nha, mình nói bộ bên đây gạo hiếm lắm sao, trời ơi, ăn thịt mình thấy thịt mình cục thịt tổ mẹ giống như ăn no luôn á, chứ không có ăn cơm, ăn cơm ít lắm. Cái mình thì mình ít ăn thịt, từ nhỏ lớn mình ít ăn thịt lắm, cho nên là mình thấy cục thịt là mình cũng ngán rồi. Xong rồi cái ăn một chút giờ cho no, giờ sáng đi về đã ngủ, đi về trong cái trại đã ngủ, tắm rửa rồi sạch sẽ rồi đi ngủ. Mà cái hồi mình qua đó là mình còn nhớ là đặt chân tới Mỹ là ngày 27 tháng 9 năm 1981 ha. Đi tới cái sáng lại đâu 7-8 giờ gì, cái anh đó anh lại anh chở đi ra phi trường. Thì anh chở ra phi trường thì đi ngang cái cầu San Francisco á các bạn. Thì ảnh cũng có chỉ là ảnh nói cái cầu này là cái cầu nổi, cái dây kép nó bự, ảnh chỉ cho mình coi á, ảnh là cái cầu này là đứng hạng 3 trên thế giới á, cái cầu đẹp và lớn, tối là đèn rất là đẹp, cái cầu San Francisco á các bạn. Bây giờ người ta cũng ưa có bán mấy cái bức tranh mà ở cái cầu San Francisco đó. Thì đầu tiên là mình đi 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 ra máy bay để đi lên New York á, thì cũng là đi máy bay hành khách. Cái đi bay lên New York thì mình thấy wow, cái phi trường bự ơi là bự, mà cái cầu thì dòm thấy cái gì cũng mới mẻ mà lạ hết á các bạn ha. Thì mình tưởng đâu là mình đi lên đây thì đi ra phi trường thì có người rước thì đi về nhà, ai nhà đâu, đúng là cái số của mình là đi rồng, đi cái bằng đi quẹo á, đi lòng rồng hoài á. Cái có một cái anh kia ở trên hội, mình thì không có người bảo lãnh, không có người đỡ đầu, mà chỉ có cái hội IRC bảo lãnh mình như đỡ đầu mình thôi, để khi qua Mỹ thì người ta mướn nhà mướn cửa rồi cho mình ở vậy đó.
Thì đi ra cái gặp cái anh kia, đi lên phi trường, đi lên máy bay, cái lên trên 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 máy bay. Thì hồi xưa mà các bạn mà đi đi định cư ở Mỹ thì ai cũng xách cái túi ACM bự tổ mẹ là biết cái dân tị nạn rồi ha các bạn ha. Cái túi đó là cái túi ACM, rồi cái nó để cái số thứ tự của mình đó. Lúc mình đi á mình còn nhớ rõ nha, cái số T của mình đó là 557759, mình nhớ rõ ràng đi đâu cũng xách cái túi đó để hồ sơ giấy tờ của mình trong đó, là cái túi tổ mẹ. Mà nếu mình đi lên trên máy bay mà mình xách cái túi đó là người ta biết mình là dân tị nạn rồi đó. Cái mình đi lên đi ra máy bay, cái đi xuống, cái vừa ra cái cổng cái là cái anh kia ảnh hỏi phải gia đình chị là có cặp sinh đôi không. Cái nói dạ phải. Cái ổng kêu lại đã ngồi ngồi đó, giờ ổng đợi mấy người kia đi ra hết thì ổng dước, mấy người kia cũng đâu cũng cỡ mười mấy người vậy đó. Cái bắt đầu đi đi ra rồi ngồi đó đợi đợi, rồi cái ảnh trở về, tưởng ảnh trở đi đâu, ảnh trở về khách sạn. Ảnh nói là nhà mướn chưa có xong, người ta chưa có giao chìa khóa, giờ ở khách sạn 2 3 ngày đi, có gì thì ở trên hội dẫn lại đi làm social security, còn bây giờ thì là ở đây tạm vài ngày, chừng nào xong thì hội chạy dước về nhà. Bây giờ thì chưa có xong, người ta chưa có giao nhà, cái ở khách sạn 3 3 đêm mà ở đó hả, là coi như hả nó buồn ngủ, bằng ngày á người ta thức thì mình ngủ mê ngủ mệt luôn. Thì đi qua đây mà nó lạ với phần chưa có quen giấc á các bạn, cái tối bằng ngày á cái ngủ ngủ hết trơn, cả nhà ngủ luôn vậy đó, ngủ cho tới chiều giật mình thức dậy là khoảng 8 9 giờ tối rồi, nói giờ đi xuống dưới kiếm gì ăn chứ bây giờ thèm cơm mà. Mà hồi đó ở trên New York còn năm 81 đó, đi xuống dưới đó, trời cái ổng đi xuống dưới ổng kiếm đồ ăn, thì xuống kiếm tới dốc cuộc là ổng xuống kiếm được có bánh mì về đường cái này cái nọ vậy đó. Ổng nói nhưng mà cái khu khách sạn đó không có tiệm quán gì hết trơn á, mà mình mới lợi thì cũng đâu có tiền gì đâu. Mà mình còn nhắc lại để chứ, cái mà lúc mình lên trên máy bay á, thì là con nít đó, người ta không có cho ngồi gần, người ta cho ông xã ngồi một hàng, vào cách đó một hàng khác thì tới mình, giống như mà hai đứa con phải phân ra chứ, nít mà không có cho dồn lại chỗ vậy đó, ghế đó, ngồi cho nó xa gian, đứa ở hàng này đứa ở hàng kia vậy đó. Cái gặp cái anh Tàu đó, cái anh người Tàu, anh dòm thấy mình xách cái túi ACM là anh biết là dân tị nạn rồi. Thì cho nên là ảnh hỏi ảnh nói gì mà mình không hiểu. Cái tới cái lúc mà ảnh xuống máy bay cái ảnh cho ảnh 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 đưa mình 80 đô, mà 80 đô hồi đó là lớn lắm đó các bạn. Rồi mình cũng lắc đầu mình không lấy nữa. Cái ổng kêu là lấy bộ sữa cho con bú vậy đó. Rồi cái mình cũng lấy, mình nói trời cái hồi năm đó 80 đô lớn lắm đó các bạn. Cái có thằng em nó ngồi kế bên, cái nói nó là nói với anh Tư cái ông này ông cho 80 đồng. Cái ổng nói ai cho, mình ở bên chợ mình kiếm đồng không ra luôn á, mà mình thấy tiền ở Thái Lan mà mình nó lớn như vậy đó, còn cái này 80 đô là lớn lắm rồi. Cái nói thiệt, cái ông kêu đưa coi cái em thấy tiền đô thiệt á, cái ông nói wow cái này chắc hết, giống như là ông cũng hút thuốc á, về ông đi về ông cũng ghiền thuốc cho nên là ông thèm thuốc á, cái ông là chà cỡ này hết hết nhịn ghiền nữa rồi. Để đi xuống cái khách sạn đi mua thuốc uống, mua thuốc hút. Ban đầu nói người ta cho ông nói tiền giả, nói cái ông đó cũng tốt, bây giờ mình đâu cũng đâu biết ông ở đâu đâu mà cái ông biết mình dân tị nạn, ông cho tiền trên máy bay về xong rồi xuống xuống rồi cái đi vô khách sạn rồi nằm ở đó là 3 3 ngày trên khách sạn, mà cứ ban đêm là thức.
ông nói chàng ở đây ngộ quá à. Cái con ngựa đó hồi đó hồi hồi năm 81 ở trên New York tối tối cái mấy ông cảnh sát mấy ông cỡ ngựa mấy ông đi vòng vòng nói bữa cái xứ này ngộ quá ha, tự nhiên này làm cảnh sát trời ơi cái con ngựa hả mình đứng ở dưới cái chân của nó vậy đó, con ngựa con nào cũng thấy nó bự quá trời, hồi đó ở Việt Nam mình đâu có thấy con ngựa nào mà nó bự dữ vậy đâu. Nói wow ở đây con ngựa sao mà bự quá chừng luôn á, mà ngồi cảnh sát nó ngồi trên cái lưng ngựa mà nó đi dòm thấy oai nghi lắm, mà người nó cũng bự mà con ngựa nó cũng bự nữa, mà đi vòng vòng ở thành phố New York mà sẽ ngựa đi các bạn. Hồi cái hồi năm 81 á mình thấy nó lạ thôi luôn, cái gì cũng lạ hết, mới mới mẻ mà nó lạnh nữa không có dám đi ra ngoài nữa, cái mình thức dậy là nó tối như vậy rồi cũng đâu dám đi đâu, thì để cho ổng với thằng em đi thôi, mình thì mình ở đó thôi à. Thì về nghe ông kể lại vậy đó, ông nói trời con ngựa nào ngựa nấy bự ơi là bự luôn, mà ông cảnh sát rồi này kia mấy người Mỹ nó cũng bự con lắm, đi kiếm đồ ăn mà không có chỉ có bánh mì thôi à, với cà phê rồi này kia trong tiệm đó chứ không có ai bán đồ ăn gì hết á. Mà hồi xưa đó là đâu có phải như bây giờ mà Việt Nam đồ ở lum hay là hoặc có tiệm này tiệm nọ đâu các bạn, chỉ có ở Chinatown mới có thôi, thì nói chung lại là cái tiểu bang nào cũng có Chinatown hết, cũng có thành phố tàu á, cho nên là nếu mà mình muốn ăn đồ Á Châu của mình á là mình phải đi ra ngoài phố tàu mình mua chứ 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 không có bán lẻ tẻ đâu, mấy năm đó không có đâu. Bây giờ là sung sướng quá chừng luôn, khu nào cũng có người Việt ở rồi này cái nọ hết trơn rồi, đâu 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 có như hồi xưa. Hồi xưa là nếu mà mình muốn ăn đồ Á Đông của mình là mình phải đi ngay ra phố tàu thôi, có chỗ cách xa 3 4 tiếng luôn á, còn 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 mình đi mua vậy đó, giờ về mình ăn vậy mua gạo mua này mua nọ. Mỹ thì tiệm Mỹ thì nó cũng có bán gạo mà nó bán cái phao đâu có chừng 5 phao 10 phao gì, cái bịch nhỏ nhỏ không à, giống như là Mỹ á, nó ăn phi xà nhiều hơn ăn cơm, giống như mình là ăn cơm nhiều vậy đó, giống như lâu lâu mình ăn phi xà là giống như là Mỹ nó lâu lâu nó ăn cơm vậy đó, nó ngược lại vậy đó, cho nên là mình ở đó mình thèm cơm dễ sợ luôn á, thèm thèm á, mình nói chẳng lẽ ở bên này không có gạo, lúc mà ở trên khách sạn á mình nói vậy. Tới sau lại cái có cái anh kia ảnh đi dước về hội, ảnh dước về hội rồi ảnh dẫn về, ảnh cho cái người khác cái chị đỡ đầu mình là tên chị Lan, chị qua năm 75, chị đó đi làm trên hội ILC mình còn nhớ rõ như vậy luôn, cái chị dẫn mình đi về nhà. Là lúc đó cái nhà mình là chỉ mướn nhà là 3 phòng ngủ, thì ba phòng vậy đó, 3 phòng ngủ vậy đó, thì chỉ mua cho ba cái giường chiếc, 2 cái giường đôi, giống như là cái phòng cho con, cái phòng cho thằng em, rồi cái phòng cho mình về hai chồng mình phòng, rồi mấy đứa con phòng vậy đó, giờ có phòng khách đồ rộng lắm, lo coi như là một cái tầng lầu 2 ở building ha các bạn ha, ở trên New York là ở building không à, chứ không có nhà lẻ lẻ đâu, ở ở, ở hồi hồi lúc mình mới qua là mình ở lầu 2 ở cuối trạm xe đi ở trên New York á. Cái mình mới ở đó thì chỉ dặn mình là cái nhà nó cái cửa nó có cái lỗ á, nếu mà ai bấm chuông á, thì mình dòm cái lỗ ra coi, nhưng mà không có ai mới qua mà đâu có quen với ai đâu, thì không có nên mở cửa mới gì hết. Cái siêu thị thì gần bên đó, còn nếu mà muốn ăn đồ tàu á, thì đi xúc quầy đi ra Chinatown á, mua chỉ mua cho cái nồi nè ha, bịch gạo nè, mỗi mỗi người mỗi một cái chén, một cái nồi cơm điện, một bịch gạo rồi chai nước mắm,
chai xì dầu rồi một người một đôi đũa một cái chén rồi muỗng rồi này kia có đầy đủ vậy, chị cũng sắm đầy đủ luôn vậy đó. Rồi chị nói là để chị đưa bản đồ, rồi thí dụ như có hết đồ thì kêu ông xã đi đi đi, đi xuống quầy, đi ra quầy Chinatown mua gạo mua đồ cách đây ha cũng gần 2 tiếng đồng hồ gì đó, đi xuống quầy á. Nếu mà đi buổi sáng thì nó chạy up rest đó, thì nó chạy nó không có ghé mấy trạm nhỏ đó, thì nhanh hơn, còn mà đi mà bữa trưa thì nó ngừng từ trạm đó, thì nó trễ hơn. Rồi cuối tuần thì người ta đông lắm thì chỉ vậy đó. Còn cái siêu thị đồ Mỹ thì thiếu gì, ở dưới lầu á thì cứ đi xuống dưới mua, thì giống như là hai lúa mà đi ra chợ vậy đó các bạn. Chàng đi vô siêu thị hả, dòm kiếm từ chút từ chút từ chút vậy, chứ đâu phải như là bây giờ mà người Việt mà ở đầy hết trơn rồi chợ Việt đồ đâu, không có, không có hồi đó không có. Lần đầu tiên hả mình đi xuống siêu thị hả, mình kiếm chai dầu ăn hả, mình đi từ hàng đâu biết nó để chỗ nào đâu, giờ từ từ hả mò mò kiếm từ món vậy đó. Rồi sau lại cái mình cứ ở trên lầu á các bạn, mình trên lầu á mình dòm xuống coi có ai đầu đen không, lúc đó là mình thèm giống như mình muốn coi coi có ai người Á Đông hay người Việt gì để cho có bạn á. Hình như là cái building đó là mình đi về đó là cái gia đình mình là đầu tiên luôn. Tới sau lại cái khoảng 1 tuần sau thì mới có người Việt người ta qua ở Hồng Kông rồi qua về ở chỗ này chỗ nọ qua, thì chị Lan đó chỉ thấy ổng cũng lanh lẹ đó, cái chỉ nhờ ảnh đi dước mấy người tị nạn ở trường về chỉ đường được cho đi, rồi sau này có người qua chỉ nhờ trước, rồi cái người mà đi trước đó chỉ là người đi sau vậy đó. Lúc đó cường đi đi dước người ta về mừng ơi là mừng luôn, ở giúp người ta tối ngày ở nhà người ta giúp tối ngày luôn. Chứ hồi xưa hả là hả giống như cái giường á mà chỉ mua cái giường vậy thôi, chứ thì kêu mình tự giáp lên ở đây bán đồ là mình tự tự giáp cái giường cái này cái nọ mình nằm thôi, ổng mò cả buổi luôn vậy đó. Mới làm được. Tới sau là cái bắt đầu dẫn người ta đi á, cái bắt đầu mua về giáp, trời ơi ai mấy người nó là trời ơi sao mà giỏi quá sao mà hay quá. Mắc cười thôi luôn. Cọp nó đâu có đâu, hồi đó tôi mới qua tôi cũng mò thấy mồ luôn, bây giờ biết rồi thì chỉ lại thôi chứ có hay gì đâu. Mà tại vì hồi đó mình không biết, bây giờ mình biết, mình coi trong giấy mình làm qua 1 lần rồi đó mình biết. Còn mỗi lần mò mò quá chừng lâu luôn mới giáp được từ cái giường lại vậy đó. Tối ngày cứ đi ra ngoài cửa sổ dòm coi có đầu đen không để kêu, thì cũng không uổng công, cứ tối ngày cái đó là mình dòm xuống dưới đường cái nhà cái building thì ngay góc đường mà mình ở lầu 2 thì thấp lắm, ai ở dưới đi là mình biết liền à. Cái có 1 lần cái gặp cái chú kia, chú ở đâu đó cách đó cũng, cái chú đó người Campuchia mà biết tiếng Việt cũng đi trước đâu mấy tháng gì à, đi ngang thấy đầu đi đầu đen đen ở dưới gọi đứng ở trên lầu la chú ơi mà chú phải người Việt không. Trên lầu la xuống ông dưới kia đứng dòm lên hỏi thôi chị mới qua hả, ồ em người Việt, em người Miên mà biết tiếng Việt. Rồi cái đầu tiên là quen với cái anh đó cách cái building đâu khoảng 5 phút, anh đi xuống dưới cái siêu thị anh mua đồ đó, là cái nhà của mình cái nhà cái building của mình trên là ở dưới ngay góc đường đó là có cái siêu thị dòm thấy luôn á. Là mình tới coi như là mình kể lại câu chuyện là mình đến Mỹ vậy ha các bạn ha. Thì ý mình nói là bây giờ là người Việt qua quá đông, giờ người Việt mình mở tiệm ở cái thành phố nào cũng có cái siêu thị cái tiệm, nhất là những cái hẻm nhỏ cũng có cái store nhỏ nhỏ để bán đồ Á Đông của mình là quá sung sướng quá quá ấy rồi. Giờ người Việt ở tràn lan hết, chứ hồi xưa là không có người Việt ha, ít lắm, người ta qua năm 75 giải giáp thôi, mà thường thường là ở xứ ấm ha các bạn ha. Nếu mà có người mà đi 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 trước thì người ta lãnh qua xứ ấm người ta ở không à, chỉ có mình không có thân nhân mình mới đi cái vùng mà xứ lạnh.
giống như là đi đâu cũng được vậy đó, thì đưa về đâu thì đưa vậy đó, chứ mình không có lựa chọn, thành ra mình đi cũng nhanh. Thì mình tới Mỹ là 6 tháng đúng đó các bạn. Mình còn nhớ là ngày mình rời khỏi Việt Nam là ngày ngày mùng 3 tháng 2 năm 1981, còn mình đi tới Mỹ á là ngày ngày 27 tháng 9 1981. Mình còn nhớ đó, là đi về tới cái nhà đó, cái nhà của mình ở đó, ở cái building đó, đó là mình ở đó. Thì mình xin tạm kết thúc cái câu chuyện đi vượt biên dài dài ở trại tị nạn ha, cũng là 5 6 tập gì rồi đó, là bây giờ là tới Mỹ là chấm dứt cái câu chuyện đó ha các bạn ha. Thì mình sẵn mình cũng trả lời luôn là có bạn hỏi gì chứ, sao dòm thấy cô trẻ quá mà là nói cái lúc đi vượt biên là đã 4 đứa con. Thì mình cũng xin trả lời ha các bạn ha, là quê của mình là ở miền Tây, ở Phú Quốc á, cho nên cái ở cái vùng đó không biết sao cái cưới gả sớm lắm. Chị mình cũng có gia đình 15 tuổi mà mình thì cũng 15 tuổi có gia đình đó các bạn. Thì cho nên là mình có 2 đứa con rồi, cái xong cái đứa sinh đôi đó có 3 tháng là mình đi vượt biên đó, là thành 4 đứa. Thì mình có chồng 15 tuổi mà, cho nên là mình cũng cũng còn trẻ lắm, mà hồi đó bà già bả gả sớm vậy chứ cũng đâu có biết yêu thương gì đâu các bạn. Cho nên là hồi xưa đó thì mấy người mà người ta lớn rồi mà người ta chưa có gia đình á, sau này mình thấy á thì mình cũng buồn, mình nói trời người ta đi chơi mình lum chơi không có gì hết, còn mình bận bịu con cái mình không có thong thả. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì mình thấy thôi kệ đi, mình sướng khổ trước thì sướng sau. Như bây giờ nè mình như vậy nè thì là con mình nó có vợ có chồng hết, nó có gia đình hết rồi, thì giờ mình thong thả cái tuổi những ngày lớn tuổi của mình thì nó thong thả hơn, thì coi như là khổ trước sướng sau đi ha các bạn ha. Thì nói chung lại là mình có gia đình rất sớm, 15 tuổi là có gia đình rồi, cho nên bây giờ là cái kiểu như là sung sướng thong thả, con cái lớn hết, thì coi như là mình không hối hận để có gia đình sớm, cái gì cũng vậy trơn, cái khổ trước thì sướng sau, mà khổ sau thì sướng trước, thì nó cũng ai cũng vậy thôi, cũng ngược lại như vậy thôi, nếu mà sướng trước thì khổ sau, mà khổ sau thì sướng trước vậy thôi. Thì mình không hối hận là đã có gia đình sớm, cho nên là mình nói tới đây thôi ha. Thì mình cũng chúc cô chú anh chị và các cháu mà luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh qua cái mùa dịch bệnh này ha. Bây giờ là mùa thu rồi, lạnh sắp tới rồi, nếu các bạn chưa có chích thuốc ngừa flu á thì chích thuốc ngừa ha, để mình giữ gìn sức khỏe. Chúc cô chú anh chị và các cháu thân tâm an lạc ha, rồi mạnh khỏe qua cái mùa đông này. Xin chào tạm biệt và chúc cả nhà mình luôn vui vẻ khỏe mạnh ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Nếu các bạn cảm thấy thích thì các bạn bấm subscribe ha và chia sẻ cho mọi người cùng coi cho vui ha. Ok, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.